STR len này. Rồi bình tĩnh nhá. Thích thì chúng ta cắt hẳn cái này ra ngoài đi. Để nguyên cái không phải là số này ở đây. Được chưa? Else if viết cho nó rõ ràng thôi chứ cái này cũng không khó lắm. Làm này đâu? Rồi. Cái này nếu mà nó đã không phải là số thì chúng ta bỏ cái trường hợp này đi đúng không? Nếu str len của email mà nhỏ hơn 10, đúng nhá, nhỏ hơn 10, tức là từ 9876541321, hoặc str len của email lớn hơn 11 thì vứt vào cái này đúng không? 10, 11. Ô thằng này hao vậy. Ngáo đá. Nhỏ hơn mà. Chứ có phải là nhỏ hơn bằng đâu. Đúng nhá. Đâu? Eo trên đâu? Đây đây. Cái gì đây? Ngáo à? Sắp điên rồi, mới có mấy chục dòng code mà sắp điên rồi. Vẫn chết. Để tôi coi xem chết ở đâu nhá. Đây cũng là một kỹ năng cần phải học này. Vẫn là cái số lúc nãy đúng không? Chúng ta bật Ctrl Z lên vào phần network này. Đây đúng không? Chúng ta nhìn thấy cái L44 kia không? Đây đúng không? Post này tôi vẫn gửi cái email lên như bình thường đúng không? Nhưng mà vẫn chết này. Đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta kiểm tra xem vì sao chết. Thứ nhất, check ở trong này xem nó có vào đây không. Ví dụ Vadam 1 Die. Nếu mà dừng lại ở đây thì là chết ở trong cái hàm ở cái đoạn if này. Còn nếu mà chết ở dưới thì đây là tôi để số 2 chẳng hạn. Đúng không? Miễn là sao nó không chạy nữa. Tab ra ngoài. Không dừng ở đâu luôn. Đúng không? Nó không vào một trong hai thằng đấy. Thế vậy vào đâu? Cái gì? Còn gì cái gì đấy? Đôi 4, 6, 8, 10. Rồi bây giờ chúng ta một lần tiếp. Đây là index bằng 0. Chết rồi đúng không? Dừng ở đây. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem là cái email error này bằng cái gì. Sai định dạng. Được chưa? Thế vậy tại sao nó lại không khác null? Nếu ở đây là email error khác null đúng không? Khác giá trị ban đầu thì nó phải chạy vào trong chứ. Đúng không? Bây giờ chúng ta lại kiểm tra tiếp. Nếu nó chạy ra cái lỗi này thì vào xong rồi. Ok, xong, trong, vào trong. Nếu, bây giờ kiểm tra lại cái điều kiện. Nếu không phải là số của cái email thì sao? Đài, đài đúng không? À, chúng ta đúng rồi. Như này chúng ta thiếu một trường hợp. Tí quên. Tôi tìm ra lỗi rồi. Đây là bug thôi. Chính xác không? Đúng nhá. Nếu mà không thỏa mãn hai điều kiện trên thì nó sẽ phải đúng. Đúng nhá. Chúng ta chỉ chăm tìm lỗi để nhắm quan tâm đến cái việc là clear lỗi đi. Không cho phép đúng. Thế bảo sao chả chết, đúng không? Xong chưa? Được chưa? Pass chưa? Rồi xong, đấy là kiểu cái gì thằng nào ấy? Mày đang làm gì ấy chưa? Đang làm
Rồi, được rồi, thôi được rồi, thôi rồi, được rồi. Rồi, thế là xong email đúng không? Xong email hoặc số điện thoại đúng không? Bây giờ đến ngày tháng 5, bây giờ đến lượt thằng Đạt này. Giờ sao? If gì? Date bằng trống hoặc gì? Man bằng rỗng hoặc year bằng rỗng thì sao? Chúng ta sẽ đều có cái birth date error bằng null đúng không? Yeah, giờ đặt ở ngoài này thì cái này đều bằng sai định dạng ngày tháng năm. Được chưa? Xong một cái. Được chưa? Giờ gì nữa? Kiểm tra, chúng ta chạy từng cái một. Kiểm tra xem là gì? Kiểm tra gì? Các ngày có và các tháng có 30 ngày. Tháng những cái tháng nào có 30 ngày? 4 if đếm đi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 có 30 ngày à? Tôi đếm bậy về bóng tin à? Tôi chết mất công rồi. Đây đấy. Rồi 4 này, 6 này, 9 này, 11 này, hết rồi. Khổ lắm cơ. Đến bậy đến bạ không tìm. Chết mặt. Gì? Gì? Sao? Kiểm tra gì? Kiểm tra các tháng có 31 ngày thôi. Chứ kiểm tra cái gì là 30 ngày? 30 ngày chỉ trường hợp là trừ tháng 2 ra đúng không? Giờ nếu mà bằng 30, nếu mà date bằng 30 thì sao? Và à nhầm. Và sao? Gì? Man bằng bằng bao nhiêu? 4 này. 6. Thì ở đây chúng ta sẽ có và cái tổ hợp này man bằng 4 hoặc bằng 6 hoặc bằng 9 hoặc bằng 11. Đúng không? Thì sao? Thì đúng à? Thì đúng thì check làm gì? Thế tôi mới đang lừa không? Nếu 30 với tháng 2 thì sao? Thì sai đúng không? Trong mặt thằng nào nó đần thối từ nãy giờ rồi kìa. Bắt đầu thấy rất là ngu à? Nào nghĩ kỹ đi nào. Hả? Đây là check để sai nhá, nhớ nhá, check để sai nhá. Nào được rồi, thôi. Tôi làm cách dễ cho câu hình dung vậy. Làm cách khó một tí này là thấy ngu người rồi. Nếu những cái ngày, những cái tháng mà có nhiều hơn 29 ngày mà cái tháng và kiếp cái gì thế khác hai
thì là sai đúng không? Đây trường hợp đầu tiên đúng chưa? Thì đây là lại copy cái này vứt xuống. Được chưa? Một cái. If date bằng 29 và sao? Tháng month bằng 2 và year chia hết cho 4 à không chia hết cho 4 xin lỗi. Đó nhỉ, số chia 4 khác 0. Này tôi bất cần biết là nó có chia cho 100 nữa hay không đúng không? Có đúng không? Chuyên gia, nhanh lên. Chuyên gia năm nhuận. Đạt nhuận. À sao? Có cần chia cho không chia cho 100 không? Thế này là đủ đúng không? Rồi, thì lại lỗi. Đúng chưa? Rồi, tiếp. If date bằng 30. Được chưa? Và gì? Man khác bao nhiêu? 4 hoặc chết mất thôi. Rốt không để đâu cho hết. 6 9 11 thì cũng hiển thị lỗi đúng không? Nó có cái vẹo gì đâu. Vất vả lắm cơ. Sao nữa? Eo cái gì mà eo? 1 3 gì nữa? 5 7 8 gì nữa? 10. Thằng nào 11 đấy? 12. Mày nhảm nhí gì vậy? Yên tâm, đây là cách kiểu nông dân thôi. Còn sau này chúng ta có hàm hỗ trợ luôn. Chúng ta có cái hàm in array là kiểm tra một phần tử có trong mạng hay không. Thế thì sao? Chúng ta làm ra ba cái mạng rất đơn giản. Phần trên đỉnh là phần nào? Ở đây. Tức là ngày 30, 31 bằng 29 đấy. Nếu mà lớn hơn 29 nó thắc mắc cũng đúng mà. Nếu mà lớn hơn 29 và tháng bằng 2, đúng rồi. Xin lỗi, đây, đúng rồi. Rồi, tiếp tục. Thì ở đấy sẽ hiển thị đúng không? Đúng chưa? Test cái nhá. Sao định dạng ngày sinh à? Đây tôi viết là thiệnth32a@gmail.com. Ví dụ chọn ngày mùng 3 tháng 1. Này có sai không? Để kiểm tra nó đúng đã. Đúng không? Không đúng, không sai đúng không? Rồi ok. Chọn ngày 29 tháng 2
năm nay, đúng không? Chơi luật ngày 29 tháng 2 năm ngoái pass rồi, đứt được mà đứt thầy nhảm nhí. 30 tháng mấy? Tháng 2 thì pass rồi, yên tâm. Tháng 3, 30 tháng 3 khó mà. Tháng 4 chứ. 31 tháng 4. Năm quái nào cũng được. Chết đúng không? Hết. Thằng Đạt liều tiểu lắm. Nhức đầu không? Đấy, đẩy lên rồi đấy, ngồi mần đi. Cái gì? Máy thi. Thi thì có cái vẹo gì vậy? Tại sao lại sợ thi? Quá lỏng. Từ bé đến tôi đi thi tôi chẳng bao giờ biết ôn, ôn càng ôn càng tạch. Thôi rồi, xem lại đi. Thầy ơi, là cái này và à, và đặt
Nên cả tầm này chẳng đúng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sớm lên về anh tết dương nó sướng. Không sao. Con đấy lên sát lực để về kem rồi. Đánh lúc đấy á, ông mà tóc móc lên kem con đấy. Ừ.
Thôi. Thôi. Không hiểu sao người ta chơi game không? Người ta chơi game là mình đó. Lại theo bọn ta. Thôi. Bọn ta về. Tôi đã bắt ông điểm danh đâu. Ngồi xuống, ổn định lớp đi.